Xin kính chào quý anh chị và các bạn, thì rất là vui được gặp lại và cập nhật thêm với chúng ta là vì Canfota là các hỗn hợp vitamin và amino acid. Do vậy, ngoài cái khả năng chức năng mà thúc đẩy cái chuyển hóa dinh dưỡng cũng như là giúp con tôm tăng trọng nhanh, thì cái hệ vitamin và amino acid này nó sẽ giúp cho con tôm chúng ta kháng stress rất là tốt trong điều kiện mùa nắng như hiện nay hoặc là mùa mưa lạnh, thì cái này nó cũng như là một dạng tăng sức đề kháng rất là mạnh mẽ, chúng ta liều ít thôi. Nếu mà chúng ta dùng vitamin C thì Dư khuyên là vitamin C có thể dùng là vitamin C dạng nước hoặc dạng coating mà tan được. Thì Thông Vương nó có cái vitamin C 10% dạng liquid nó vẫn là hay, nhưng mà nếu mà đậm đặc thì cái amino acid này nó là đậm đặc nhất, không cần dùng thêm cái gì khác, tăng sức đề kháng khác. Đấy, thì cũng bổ sung thêm cho chúng ta được hình dung. Thương hiệu trên thị trường thì Thằng Vương có hai chất mẫu khác nhau là cái Canfor. Đấy, thì chất lượng ở trong như nhau cả, nhưng mà vì cái mẫu nó khác nhau thôi. Cũng chia sẻ. Như chúng ta thấy là nếu mình cho ta cho Angora thì tôm hình nó bóng như thế này. Và to lên tí. Ok, đấy, tôm rất là bóng. Cái này là tôm này là đang trong vụ, cũng đang dùng Canfota, thu hoạch đã thu tỉa được một cái farm của một anh ở thành phố, thu tỉa được 2 tấn ao đất. Ao đất thì nhìn cái vó nó cũng không được sạch lắm, nhưng mà con tôm nó rất là đẹp. Thì sau khi mình cho ăn thì khoảng 1-2 tuần thì con tôm nó sẽ mập hơn, cái đuôi nó bự ra chứ nó không có bị bó không. Nhìn tôm nó rất là nặng và chắc. Dĩ nhiên khi dùng những cái sản phẩm như Canfota này thì cái tình trạng mà tôm bị đốm đen rất là hiếm gặp, tại vì nó sức khỏe nó rất là tốt. Thì hiện nay thì với ao tôm này thì nó cũng đã về được 33 con anh chị, cách đây 3 ngày rồi. Thì anh khách hàng này anh cũng có nói với chúng tôi là nó đã về được 33 con rồi. Hiện tại một ngày nó đang ăn khoảng 135 kg anh chị. Thì nó cũng còn được vài tấn nữa, đã thu tỉa 2 tấn mốt rồi. Thu tỉa 2 tấn mốt, cái khách hàng này ở Bến Tre rất hài lòng với sản phẩm Canfota của chúng tôi. Thì như anh chị biết thì Canfota thì tôi cũng xin nói lại là chúng ta lúc nào thì bản chất công ty lúc nào cũng nói là với anh chị lúc nào sẽ biết đến Canfota là tăng trọng ha anh chị. Nhưng mà cái Canfota nó cũng có rất nhiều cái hữu dụng, có nhiều cái chức năng, nó rất là đa năng anh chị. Ví dụ như là tôi nói là những cái trường hợp mà tôm của chúng ta nó dụ như là giai đoạn nhỏ mà nó bị vỏ rồi nó xù xì, vỏ nó xấu hay sắc tố nó kém, thì cái chuyển hóa dinh dưỡng của nó kém, thì chúng ta cũng có thể dùng Canfota. Ở đây thì không phải dùng để tăng trọng nha anh chị, chúng ta dùng để chúng ta tăng cường cái sức khỏe cho nó, chúng ta dùng để chúng ta giúp chuyển hóa cái dinh dưỡng trong cơ thể con tôm nó được tốt, và để cho con tôm chúng ta ăn tốt hơn. Và tại vì tôi cũng đã nói đi nói lại nhiều lần là trong cái giai đoạn nhỏ ấy, thì con tôm chúng ta nó không phải là nó cứ tăng trọng được anh chị, có nghĩa là nó con tôm nhìn nó không có tròn anh chị, nó chỉ tăng trưởng về chiều dài thôi, và cũng thấy con tôm lúc nào nó cũng dẹp dẹp. Đợi Canfota mình có thể trộn những cái lúc là ví dụ như là người ta nuôi cái thời gian ví dụ như là nó hơi chậm, thì chúng ta sẽ trộn ví dụ như 2 tháng mà nó rơi khoảng trên 120 là chúng ta thấy chậm rồi, thì chúng ta cũng có thể trộn Canfota để kích cho nó lột. Và thông thường các cái leo mà chúng tôi ứng dụng Canfota thì cứ anh chị mình cứ trộn Canfota khoảng là 3 ngày đầu là 10ml cho 1 kg thức ăn ngày 2 cữ, và các và sau khi mà thấy con tôm chúng ta nó có nó ăn mạnh lên rồi, vỏ nó bóng sáng lên rồi, tốt lên rồi và lột được rồi, thì chúng ta sẽ thu về là 5g cho một ký anh chị. Mà trong những cái trường hợp ví dụ như con tôm chúng ta sau cái thời gian mà nó bị bệnh, nó thời gian chúng ta trị bệnh ấy, thì chúng ta nó cũng sẽ chậm, tại vì tôm thì nó bất kể một cái sự cố gì ở trong ao thì nó đều làm cho con tôm chúng ta nó chậm mất khoảng từ 5 ngày tới 1 tuần anh chị. Và khi 5 ngày 1 tuần như vậy thì chúng ta sẽ mất bỏ qua cái thời gian tăng trưởng nó đi, và chúng ta sẽ tốn cái thức ăn, hệ số thức ăn nó sẽ dư vào cái lúc đó. Và chính vì vậy là Canfota nó cũng có thể giúp cho những cái mẻ tôm nó hơi chậm chút xíu. Dĩ nhiên chậm ở đây là sau khi nó đã phục hồi các sức khỏe rồi thì chúng ta đưa Canfota vô thì nó rất là hiệu quả như vậy. Còn những cái giai đoạn mà chúng ta sẽ
tăng trưởng Canpota, có nghĩa là liên tục anh chị, thì cái giai đoạn khoảng chừng 75 ngày trở đi ấy, lúc mà con tôm chúng ta vô cái size khoảng chừng 50 năm mấy con về lớn rồi đó, năm mấy con về lớn rồi đó, thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng cái tăng trọng Canpota là hàng ngày luôn, và cái liều lượng là khoảng 10 ml cho một ký thức ăn. 10 ml trong chăn. Và tôm sú cũng rất là tốt anh chị. Tôm sú thì trước thì tôi có hướng dẫn cho một số anh chị. Khi tôm sú mà chúng ta lựa vào những cái nó hay lột, mà tôi hay nói là chín con nước đó, có nghĩa là ví dụ như là ngày, ví dụ chúng ta tôm chúng ta khoảng giai đoạn khoảng 40 con thì nó khoảng 16 17 âm lịch nó lột á, thì khoảng ngày 13 là chúng ta sẽ trộn Canpota. Trộn liên tục như vậy trong khoảng 2 3 ngày, và sau khi mà tới cái con nước thì chúng ta nó sẽ lột rất là tốt anh chị. Nó còn tốt, và đây là đó là những khách hàng phản hồi lại với chúng tôi là có những cái cách kích lột tôm sú như vậy cũng rất là tốt anh chị. Và chúng tôi cũng xin nhắc đi nhắc lại là chúng tôi cảm thấy rất là tự tin với cái sản phẩm này anh chị, nghĩa là hầu hết các cái khách hàng họ sử dụng cái sản phẩm Canpota họ đều có cái sự hài lòng, và họ rất là đa số thì khách hàng của Thần Vương thì rất là thích cái Canpota anh chị, nên là chính vì vậy là đây là cái sản phẩm mà chúng tôi cũng không ngại ngần gì để giới thiệu đến quý anh chị cả.